Richard Money Chanel khi em trên vào em giao Richard Money Chanel. Thái Khoa là ai? Chàng Việt kiều Đức điển trai nên duyên cùng Lý Nhã Kỳ tại Người Ấy Là Ai. Thái Khoa trở về Việt Nam để tham gia chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai và ra về với Lý Nhã Kỳ. Thái Khoa là nam người mẫu Việt kiều điển trai, trẻ trung, cao 1m8, hiện đang làm việc và sinh sống tại Đức. Ngoài công việc là người mẫu, chàng Việt kiều hiện cũng đang kinh doanh tự do. Vừa qua, tên tuổi của Thái Khoa được dân tình nhiệt tình quan tâm sau khi anh tham gia chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai và tay trong tay ra về với Lý Nhã Kỳ. Thái Khoa sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cùng gia đình sang Đức sống từ năm anh mới lên 1 tuổi. Thái Khoa hiện tại là một người mẫu và kinh doanh tự do. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m8 cùng vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Thái Khoa mỗi khi xuất hiện đều lôi cuốn hút ánh nhìn của rất nhiều người. Hiện trang Facebook cá nhân của Thái Khoa đang sở hữu gần 5.000 lượt follow trên Instagram và chỉ giới hạn chưa đến 300 bạn bè ở Facebook. Đời tư của chàng người mẫu trẻ tuổi này khá kín đáo, chỉ công khai vài bức ảnh chụp mẫu lên Instagram của mình. Sau 2 tuần trở về Việt Nam, Thái Khoa đăng ký tham gia show hẹn hò Người Ấy Là Ai với mong muốn tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Trong tập đặc biệt của chương trình Người Ấy Là Ai phát sóng vào tối ngày 12 tháng 8, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi xuất hiện với tư cách là nữ chính. Trong khi đó, Thái Khoa tham gia với tư cách ứng viên cùng các chàng trai khác là Jin Ho, một doanh nhân nội thất người Hàn Quốc, Tom, nhà quản lý giáo dục đến từ Anh, Hoàng Việt, diễn viên và Hoàng Sơn, một doanh nhân trẻ. Trải qua nhiều vòng, Thái Khoa đã chính thức trở thành chàng kết đôi với Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên chia sẻ, có lẽ Khoa là người an toàn, chân thành. Được biết, Thái Khoa và đàn chị đều có nhiều nét đồng điệu như cùng sống ở Đức một thời gian dài. Dù kém Lý Nhã Kỳ khá nhiều tuổi, nhưng Thái Khoa vẫn được khen ngợi và chững chạc và xứng đôi khi đến cùng cô. Thái Khoa cũng được nhiều sự ủng hộ từ gia đình nữ chính, ban cố vấn và khán giả. Trước quyết định chọn một người phù hợp nhất với con gái, bà đã chọn Thái Khoa. Khi lần đầu đứng trước Lý Nhã Kỳ, chàng người mẫu tỏ ra bối rối, không thể giải bày tình cảm, phải xin MC Trấn Thành vài phút trấn tĩnh mới dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Tại chương trình, Thái Khoa cho biết anh thực sự thích tiếp phụ nữ trưởng thành, giao trải nghiệm và thừa nhận đã rung động trước bé nhạc. Khi nhận được câu hỏi từ Trấn Thành, lý do vì sao ở bên nước ngoài anh không tìm được người yêu, Thái Khoa cho biết, em cảm thấy vẫn còn trách người Việt Nam nào đó mà kéo em về. Dù nhận được nhiều tình cảm và ủng hộ từ công chúng, thế nhưng sau khi chương trình lên sóng, Lý Nhã Kỳ đã lập tức có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, cô đã hé lộ cô và Thái Khoa không phát triển tình cảm từ sau chương trình, mà chọn làm bạn bè tốt của nhau. Nữ diễn viên viết, Kỳ đến với Người Ấy Là Ai không phải đặt mục tiêu nhất định mang về cho mình một nửa, mà Kỳ muốn chứng minh rằng mình có thể bỏ qua cái tên Lý Nhã Kỳ, vốn là một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo và cứng cáp, để trở thành một thanh nhàn, ngọt ngào và sẵn sàng yêu và được yêu. Từ nay thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Rất cảm ơn các chàng trai của Người Ấy Là Ai, đặc biệt là Thái Khoa. Dù không phát triển tình cảm nhưng chúng ta có thể đồng hành như những người bạn tốt ở chặng đường sắp tới. Chúc các khán giả và các fan của Kỳ thật nhiều niềm vui. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người để Lý Nhã Kỳ được sống đúng cảm xúc của mình ngày hôm nay. Thái Khoa sinh ra trong một gia đình gồm 4 thành viên là bố mẹ, anh và một cô em gái. Hiện gia đình anh đều sinh sống ở Đức. Gần đây sau khi hết dịch, cả gia đình nam người mẫu đã trở về Việt Nam để thăm họ hàng.